Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hệ lụy của việc sống với nhau như vợ chồng khi chưa đăng ký kết hôn đã được chúng tôi cảnh báo rất nhiều lần. Nó không chỉ gây mất an ninh trật tự mà thực tế đã có không ít những vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra. Hôm nay chúng tôi xin được gửi đến quý vị một vụ án sát hại người tình vô cùng nghiêm trọng. Đặc biệt án mạng xảy ra lại được sự bao che của chính cha mẹ đối tượng. Sáng sớm ngày 5 tháng 6 năm 2009, ông Huỳnh Thanh Tùng, chủ ghe tải chở hàng, gọi người làm công tên Tèo tháo neo rời bến chợ, sông Bến Tre. Lúc Tèo khởi động, máy chỉ nổ rồi lại tắt. Bấy giờ đang đúc nước dòng, nghĩ có rác vướng ở chân vịt nên anh nhảy xuống sông để gỡ chướng ngại vật. Một lúc sau, Tèo trở lên, nói với chủ thuê người khác làm việc vì anh này cảm thấy khác thường. Ông Tùng thuê hai người khác lặn xuống dòng sông, dùng dao sắc cắt vật cản. Bao ni lông nổi lên, hiện khá rõ bên trong là một xác người. Ông Tùng liền truy hô. Trong khi chờ cơ quan chức năng đến khám nghiệm hiện trường, một người phụ nữ trung niên đứng trên bờ khóc thút thít. Người này có đứa cháu trai bỏ nhà đi mấy ngày nay không thấy về. Lúc tử thi được đưa lên bờ, thấy rõ là một người phụ nữ thì bà ta mới thôi khóc. Biên bản khám nghiệm tử thi ngày 5 tháng 6 năm 2009 của cơ quan điều tra xác định tử thi là một phụ nữ chưa rõ tung tích, đặt trong bao ni lông màu trắng, hai tay đặt xuôi, hai chân co lại với nhiều vết thương rất thương tâm. Bản giám định pháp y số 169 GDPI ngày 3 tháng 8 năm 2009 của Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an Bến Tre kết luận nạn nhân bị chấn thương sọ não, đứt thanh quản, đứt động mạch cảnh trái dẫn đến tử vong. Đồng thời, cơ quan cảnh sát điều tra đã thu 10 dấu vân tay của tử thi để truy tìm tung tích. Theo kết luận giám định pháp y số 26 ngày 11 tháng 6 năm 2009 của Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an Bến Tre xác định, vân tay của tử thi chưa rõ tung tích. Với vân tay trên chỉ bản mang tên Nguyễn Thị Thúy Ngân là do một người in ra. Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định đây là vụ án giết người dã man, hung thủ đã thực hiện hành vi tàn bạo để gây khó khăn cho cơ quan điều tra. Theo chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Hồ Quốc Việt, cơ quan cảnh sát điều tra đã khẩn trương truy tìm dấu vết thủ phạm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngay trong ngày tìm thấy xác chết, cơ quan điều tra đã xác định được nạn nhân Nguyễn Thị Thúy Ngân, sinh năm 1990, đăng ký thường trú tại ấp Tân Hưng, xã Khánh Thạnh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre, cùng với Phạm Duy Nhân, sinh năm 1989, đăng ký thường trú ấp 3, xã Hữu Định, huyện Châu Thành, Bến Tre, đang tạm trú tại phòng số 6, nhà trọ 197D, đường Nguyễn Văn Tư, phường 7, thành phố Bến Tre, do ông Nguyễn Minh Chí làm chủ. Lập tức, cơ quan điều tra tập trung về đối tượng Nhân. Chiều cùng ngày 5 tháng 6 năm 2009, ông Châu, cha dượng của Nguyễn Thị Thúy Ngân, nhận được tin nhắn từ máy điện thoại của Ngân. Nội dung hỏi xin 2 triệu đồng để làm ăn. Ông không trả lời mà trình báo với công an. Đồng thời, cơ quan điều tra đã tiếp cận cha mẹ của Nhân là ông Phạm Hoàng Phương và bà Huỳnh Thị Trâm. Hai người khai những chi tiết quan trọng về hành vi phạm tội của hung thủ Phạm Duy Nhân. Khoảng 19 giờ ngày 2 tháng 6 năm 2009, Nhân về nhà lấy một cái búa. Trước đó, không xác định ngày giờ, Nhân có lấy một dao chét khi bà Trâm đang vót lá dừa. Trưa ngày 3 tháng 6 năm 2009, Nhân về nhà lấy một cái cuốc và một cái len đào đất, nói dối với gia đình là trồng kiểng, nhưng thực tế là y ra vườn, cách nhà khoảng 100m, đào một hố có chiều dài khoảng 2m, ngang 60cm, sâu khoảng 50cm. Khoảng 22 giờ ngày 3 tháng 6 năm 2009, Nhân mượn xe mô tô của cậu ruột là Huỳnh Văn Bé Năm, biển số 71F7-7655, chạy về nhà, báo với Phạm Hoàng Phương, cha ruột, là đã giết chết Ngân và nhờ đem xác về chôn tại khu vườn nhà mình. Phương sợ nên từ chối giúp đỡ. Nhân nhờ mẹ ruột của mình thì bà đồng ý. Nhân chở mẹ y đến phòng trọ ở phường 7 và cầu Bến Tre 2 để bàn cách thức quăng xác Ngân xuống sông. Nhưng lúc này thấy có nhiều người qua lại và có dân phòng gác nên Nhân chở mẹ về nhà. Trên đường đi, Nhân dặn mẹ y, cha có hỏi, mẹ nói là con đã vứt xuống sông Bến Tre rồi cho cha yên tâm. Tối mai mẹ phụ với con nghe. Sáng 4 tháng 6 năm 2009, Phương hỏi bà Trâm, sao rồi bà? Bà Trâm trả lời, đã vụt xuống sông có cây cầu dài thong rồi. Nghe vậy, ông Phương đến nhà bà Mai Thị Tính, ngoại của Nhân, ở ấp Nghĩa Huấn, xã Mỹ Thạnh, huyện Rồng Trôm, gặp Nhân và cho 300.000 đồng với lời dặn, tội mày là chết rồi, mày trốn đi đâu thì đi, ra biên giới cũng được. Nếu có bị bắt, đừng khai cha với mẹ mày là ai. Nhân đưa cho ông Phương cái búa cùng con dao, dùng giết Ngân. Ông Phương đem về nhà cất. Khoảng 22 giờ ngày 4 tháng 6 năm 2009, Nhân chở mẹ y bằng xe đạp tới nhà ngoại để mượn mô tô của bé Năm. Được xe,
Khoảng 23 giờ cùng ngày, Nhân chở bà Trâm lên đường tới nhà trọ phường 7. Tới cầu Trẻ Sậy, Nhân dừng lại rồi ngồi trước ba ga xe, co hai chân lại cho bà Trâm nắm với ý định tìm cách chở xác chết đi phi tang. Sau đó Nhân chở bà Trâm về nhà trọ. Mẹ Y ngồi chờ bên ngoài. Một lúc sau, Nhân trở ra nói rằng đã bẻ co chân xác chết được rồi và hai mẹ con cùng bỏ xác nạn nhân vào bao ni lông trắng, bỏ đồ đạc của nạn nhân vào một bao ni lông khác màu xanh cùng khiêng ra xe, chở tới cầu Bến Tre 2, vứt xuống sông phi tang. Xong, Nhân chở bà Trâm về. Dọc đường còn trấn an, mẹ yên tâm đừng sợ. Sáng ngày 5 tháng 6 năm 2009, Nhân dùng vôi màu xanh đọt chuối sơn lấp những vết máu dính trên tường và lau chùi toàn bộ phòng số 6 nằm che giấu hành vi phạm tội của mình. Khoảng 14 giờ cùng ngày, Nhân nhờ một người anh em cô cậu nhuộm lại mái tóc từ màu đỏ vàng sang màu đen với ý định bỏ trốn. Nhân còn mượn của một người bạn chứng minh thư nhân dân nhưng bị từ chối. Chiều ngày 5 tháng 6 năm 2009, kẻ thủ ác Phạm Duy Nhân đang ung dung hát karaoke tại quán Vũ Hồng, phường 3, thành phố Bến Tre thì bị trinh sát ập vào bắt gọn. Trước cơ quan điều tra, Nhân khai, Nhân và Ngân quen nhau từ tháng 4 năm 2008 và đã sống như vợ chồng ở nhiều nhà trọ, sau đó đến nhà trọ 197D, giữa hai người không xảy ra mâu thuẫn. Đêm 2 tháng 6 năm 2009, trong lúc Nhân ngủ cùng Ngân tại phòng số 6, nhà trọ 197D thì Ngân bỏ đi lúc nào Nhân không biết và cố tình chối tội. Nhưng với dấu vết có tại hiện trường, trên vật chứng, trên tử thi, lời khai của cha mẹ Nhân cùng với những nhân chứng, Phạm Duy Nhân chính là thủ phạm trong vụ án giết Nguyễn Thị Thúy Ngân và hủy hoại mặt của nạn nhân, sau đó quăng xác xuống sông để phi tang. Kết thúc điều tra, Phạm Duy Nhân bị cơ quan chức năng khởi tố về tội giết người theo quy định tại điểm Y, điểm N, khoản 1, điều 93 Bộ luật hình sự. Phạm Hoàng Phương và Huỳnh Thị Trâm bị khởi tố về tội che giấu tội phạm theo quy định tại khoản 1, điều 313 Bộ luật hình sự. Liên tục trong 2 ngày, mùng 1 và mùng 2 tháng 2 năm 2010, Tòa án Nhân dân tỉnh Bến Tre đã mở phiên xét xử hình sự sơ thẩm đối với 3 bị cáo: Phạm Duy Nhân tội giết người, Phạm Hoàng Phương và Huỳnh Thị Trâm cùng tội che giấu tội phạm. Suốt quá trình diễn ra phiên tòa, đã có nhiều người đến dự khán. Hội trường xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh luôn chật cứng người. Hầu hết mọi người, ai cũng muốn chen vào để được ngồi xem hội đồng xét xử thẩm vấn các bị cáo. Có rất nhiều người đã trực lưỡi suýt xoa khi nghe công tố viên đọc cáo trạng, phẫn nộ trước hành vi quá độc ác của bị cáo Nhân. Hội đồng xét xử đã tách các bị cáo riêng ra để xét hỏi. Trước tòa, cha mẹ Nhân đã khai rõ các hành vi phạm tội của mình, của bị cáo Nhân và rất ăn năn hối cải, xin được xem xét giảm nhẹ hình phạt để có điều kiện nuôi đứa con, em ruột của Nhân vừa mới 8 tuổi. Lời khai của các nhân chứng trùng khớp với lời khai của hai bị cáo Phương, Trâm. Riêng bị cáo Nhân luôn phủ nhận hành vi phạm tội của mình. Trong lúc trả lời các câu hỏi của tòa, Nhân luôn tỏ ra rất lễ phép và thận trọng. Tòa hỏi, giữa bị cáo cùng với cha mẹ mình có mâu thuẫn gì không? Dạ không ạ, Nhân trả lời. Mẹ của bị cáo khai, chính bị cáo Nhân nói đã giết chết Ngân và đã cùng bị cáo Trâm chở xác đi vứt xuống sông. Sao bị cáo Nhân lại phủ nhận? Vì cha mẹ tôi không biết nên khai theo cáo trạng. Tòa vấn, bị cáo nghĩ sao khi cáo trạng lập ngày 29 tháng 10 năm 2009, trong khi lời khai của cha mẹ bị cáo vào tháng 6 năm 2009, trước đó 4 tháng. Nhân im lặng, không trả lời được. Rất nhiều câu hỏi của tòa đưa ra đối với Nhân, nhưng bị cáo không trả lời được hoặc vòng vo để chối tội. Bị cáo nói mượn xe để chở mẹ đi lấy tiền bán dừa tại Ba Lai, sao lại phải đi lúc nửa đêm mà thực tế không có. Bị cáo sơn phòng trọ để làm gì, sơn cho nó mát. Bị cáo nói không ở đó nữa, sao lại sơn tường, Nhân im lặng. Tại tòa, luật sư Hát, bào chữa chỉ định cũng bó tay với bị cáo nên ông đã nói lòng vòng chuyện Nhân và Ngân yêu nhau, bị gia đình Ngân giao đòn, mặc cảm gia đình nghèo khó. Ngân làm nghề tiếp viên nên tiếp xúc với nhiều đàn ông. Quá yêu thương Ngân nên Nhân đã cuỗng trí và tìm lối thoát là giết người yêu. Ngay tới đây, bà T, mẹ của bị hại Ngân đã phản biện. Luật sư nói Nhân quá thương yêu con tôi nên giết chết nó. Thằng Nhân nó giết người yêu rồi, sao nó không tự vẫn chết theo người yêu? Bà T yêu cầu hội đồng xét xử phải xử thật nghiêm kẻ giết người và yêu cầu được bồi thường tổn thất tinh thần theo luật định. Sau khi ghi án, ngày 2 tháng 2 năm 2010, hội đồng xét xử đã tuyên phạt tử hình Phạm Duy Nhân về tội giết người. Bị cáo còn phải bồi thường cho gia đình nạn nhân tiền mai táng phí 9,8 triệu đồng cùng tổn thất tinh thần 20 triệu đồng. Huỳnh Thị Trâm 2 năm tù cho hưởng án treo về tội che giấu tội phạm cùng thời gian thử thách 4 năm. Phạm Hoàng Phương 1 năm tù treo về tội che giấu tội phạm cùng thời gian thử thách 2 năm.
Vũ Văn Thành, sinh năm 1989, trú tại thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa, tình cờ quen chị Trần Thị Huyền Trang, trú tại huyện Hoàng Hóa, trên một chuyến xe khách từ Thanh Hóa ra Hà Nội. Sau cuộc gặp đó, Thành đã thầm yêu trộm nhớ cô sinh viên cao đẳng du lịch Hà Nội. Với Trang, cô nghĩ rằng đó chỉ là tình đồng hương nên vô tư cho Thành địa chỉ phòng trọ. Sau này, khi nhận ra tình cảm thật của Thành, Trang đã khéo léo từ chối. Không chịu bỏ cuộc, Thành đã chủ động đến thuê phòng tại một nhà nghỉ nằm đối diện với khu nhà trọ của Trang để tìm cách thuyết phục cô gái đón nhận tình cảm. Tại đây, có lúc giữa đêm vắng, Thành mở cửa sổ nhà nghỉ hướng về phía phòng trọ và gọi tên Trang mà không cần để ý đến phản ứng của những người xung quanh. Biểu hiện thái quá của Thành khiến Trang và người chị họ ở cùng là chị Trần Thị Hòa cảm thấy rất sợ hãi. Tuy nhiên, hai chị em vẫn đóng cửa im lặng và hy vọng hắn sẽ bỏ cuộc. Khoảng 2 giờ 30 phút sáng ngày 21 tháng 11 năm 2012, lợi dụng trời tối, Thành đã treo qua cổng nhà trọ, dùng tay phá chốt cửa phòng của Trang và Hòa, xông vào cùng với một con dao trên tay. Bị chị Hòa phát hiện la hét, Thành lao đến đè chị Hòa xuống giường, dùng dao đâm liên tiếp. Do cú đâm mạnh, lưỡi dao văng khỏi cán. Lợi dụng cơ hội đó, chị Hòa lao ra ngoài kêu cứu. Thành quay sang cầm lưỡi dao dí vào cổ người yêu, kéo chị Trang vào khu vực giường ngủ. Lúc này, chủ nhà trọ cùng một số người dân chạy sang ứng cứu. Thành đóng cửa, cố thủ trong phòng, dọa sẽ giết chị Trang nếu mọi người xông vào. Đèn tắt, nằm ôm người yêu từ 2 giờ đến 4 giờ 20 phút, Thành đòi quan hệ tình dục nhưng chị Trang không chấp nhận. Bực tức, Thành khống chế, hãm hiếp người yêu mình, đồng thời đe dọa, nếu không yêu nữa thì một trong hai đứa phải chết. Chị Trang vẫn nhất quyết không đồng ý, Thành siết mạnh, bóp cổ người yêu đến chết. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Yên Hòa, đội cảnh sát hình sự cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ Công an quận Cầu Giấy đã có mặt tại hiện trường, tiến hành bao vây và vận động, thuyết phục tên Thành. Suốt nhiều giờ đồng hồ, mặc dù được vận động, thuyết phục, nhưng tên Thành vẫn ngoan cố đóng kín cửa, tắt điện và ở trong phòng cùng Trang. Đến 5 giờ 30 phút sáng, thấy bên trong không còn động tĩnh gì, lực lượng công an đã phá cửa đột kích vào phòng trọ. Lúc này, cả đối tượng Thành và chị Trang đã bất tỉnh, nằm chùm kín chăn trên giường. Sau khi cả hai được đưa đến bệnh viện, các bác sĩ kết luận Thành chỉ bị ngất, còn chị Trang đã tử vong do bị bóc cổ. Ngày 21 tháng 11 năm 2012, sau khi bắt giữ Vũ Văn Thành, Công an quận Cầu Giấy đã khởi tố vụ án. Nạn nhân may mắn sống sót trong vụ án trên là chị Trần Thị Hòa, bạn ở cùng phòng và cũng là chị họ của nạn nhân Trang. Chị Hòa cho biết Thành là một kẻ cuồng yêu và có nhiều hành động thái quá, có khi đến mức quái đản. Thành yêu đơn phương Trang nhưng hắn lại thể hiện tình cảm đó ra mặt khiến cho cả hai chị em đều khó chịu. Mặc dù Trang đã từ chối một cách khéo léo nhưng càng ngày Thành càng tỏ ra gan lì, quyết đeo bám để buộc Trang phải đón nhận tình yêu của hắn. Chị Hòa cho biết thêm, trong một lần đến phòng trọ chơi vào đầu tháng 11 năm 2012, lúc đó Trang đang đi vắng, Thành đã chủ động ngồi lì trong phòng để chờ. Chị Hòa đã thẳng thắn đuổi để Thành ra về, nhưng trái lại, hắn lập tức quay sang bóp cổ chị Hòa. May thay, ông chủ nhà trọ đã kịp thời đến giải cứu. Có lẽ cũng vì đó mà Thành đã lên kế hoạch để sát hại cả hai chị em. Theo hồ sơ của cơ quan công an, Thành là con một trong gia đình, không có bố, mẹ làm nông và nuôi nấng Thành từ bé. Thời điểm gây ra án mạng, Thành đang đi học tiếng nước ngoài để đi xuất khẩu lao động. Trước đây, Thành từng là sinh viên của một trường cao đẳng y nhưng đã bỏ học về để đi bộ đội. Liên quan đến vụ án ngày 31 tháng 7 năm 2013, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa bị cáo Vũ Văn Thành, sinh năm 1989, ở xã Hà Lan, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa, về tội giết người và hiếp dâm. Tại phiên tòa sáng nay, Thành cho rằng do mình quá yêu chị T, nên khi bị khước từ đã sinh buồn chán. Sau khi xem xét, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Vũ Văn Thành mức án tử hình. Vụ án một lần nữa là bài học cảnh tỉnh cho những kẻ cuồng yêu mà coi thường mạng sống của người khác, coi thường luật pháp. Đối tượng Thành trong vụ án này không hề có dấu hiệu tâm thần, không gây án trong tình trạng say rượu. Song với bản tính côn đồ, có âm mưu sát hại người yêu từ trước, Thành đã phải trả giá đắt cho hành vi của mình. Ngày 20 tháng 6 năm 2014, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử lưu động tại huyện Bình Chánh, tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Bình, 27 tuổi, ngụ quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, án tử hình về tội giết người. Theo cáo trạng, giữa Bình và chị Ngụy Hoàng Thanh Tê có thời gian yêu nhau. Giữa năm 2013, do nhận thấy có nhiều bất đồng
nên chị Ngụy Hoàng Thanh Tê đòi chia tay, nhưng Bình không đồng ý. Nhiều lần Bình tìm Tê mong nối lại tình xưa, nhưng cô gái từ chối không gặp. Biết chị Tê thường chở con đến trường học, nên Bình thường xuyên chờ túc trực đón đường để mong được gặp mặt. Sáng ngày 30 tháng 7 năm 2013, Bình mang theo một con dao Thái Lan ngồi uống cà phê trước cổng trường chờ chị Tê. Thấy cháu nhỏ vào trường, Bình bước tới yêu cầu chị Tê cùng đi nói chuyện. Thấy Bình có dao trong túi, Tê dò hỏi. Bình nói vòng vo, đòi đi chỗ khác uống cà phê rồi nói chuyện tiếp. Quá sợ hãi, Tê run rẩy không thể cầm lái nên yêu cầu Bình chở. Bình nói, để anh chở thì em không được la. Nếu la thì anh sẽ đâm. Hoảng sợ, Tê phải chở Bình đi. Chạy xe được một đoạn, Tê ngừng xe và giao cho Bình, rồi bỏ chạy bộ. Tê la lên kêu cứu, Bình chạy bộ đuổi theo bắt được Tê, lên xe và đi tiếp. Lên xe, Tê đẩy Bình ra rồi bỏ chạy tiếp. Bình đuổi kịp, rút dao đâm 5 nhát khiến chị Tê gục tại chỗ. Bình bị bắt quả tang cùng hung khí gây án. Riêng chị Tê được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong vì vết thương quá nặng. Theo các chuyên gia tâm lý học, cuồng yêu thực chất là biểu hiện của chứng rối loạn nhân cách, một căn bệnh cần sự can thiệp của cả chuyên viên tâm lý, bác sĩ tâm thần lẫn gia đình và cơ quan chức năng. Người cuồng yêu nghi ngờ sự chung thủy của người mình yêu không có cơ sở, hoang tưởng, dẫn đến cảm xúc ghen tuông, giận dữ, căm thù người yêu và tình địch, không kiểm soát được cảm xúc. Người bệnh xem mình là trung tâm của sự chú ý, thu hút sự chú ý của mọi người, không ăn năn hối lỗi với những hậu quả mà mình đã gây ra. Họ thường dễ bị kích động, gây hấn, lừa dối người khác, sẵn sàng vi phạm pháp luật, giết người yêu khi bị từ chối, chia tay và cả những người bị tình nghi là tình địch để chiếm được người yêu, kiểm soát người yêu một cách thái quá thông qua điện thoại, tin nhắn và các mối quan hệ đối phương trong đời thực, phụ thuộc vào người yêu một cách quá mức. Theo chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn, khi muốn kết thúc những cuộc tình, kết thúc hôn nhân thì người trong cuộc nên chuẩn bị thời gian, chuẩn bị tâm lý cho đối phương, tránh có những hành động gây sốc, gây uất ức, phẫn nộ cho người mà mình từng dành tình cảm để không gây nên những hậu quả đáng tiếc. Quan trọng là người trong cuộc phải luôn luôn tỉnh táo, bình tĩnh, không bị cuốn theo cảm xúc của đối phương mà hãy đánh giá tình huống, xác định họ đang bị ngờ vực, dày vò và hãy dành mọi nỗ lực để giải tỏa cơn nghi kỵ, ghen tuông đó. Nên nhớ tuyệt đối không đôi co, cãi vã hay đáp trả mạnh mẽ như kiểu đoạn tình dứt khoát, dễ đẩy họ vào trạng thái mất kiểm soát, dẫn đến những hành động nguy hiểm. Trong trường hợp muốn chia tay nhưng bị đối phương níu kéo, đe dọa, thì người trong cuộc nên tìm đến sự can thiệp từ nhiều phía như bạn bè, người thân, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng. Đôi khi, tác động từ nhiều phía sẽ giúp đối phương giảm bớt sự tức giận, hành vi phản ứng ít sai lầm hơn. Đến đây thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.